Cô ơi, giờ anh nhờ xíu. Ơ, ngủ rồi à? Này. Hả? Thế là lại phải đi cầu một mình rồi. Ui dồi. Làm gì mà lâu đấy, em chuẩn bị xong hết rồi đây này. Đi. Ủa, tớ đang ngủ. Đâu, anh biết em thích gói trà sữa như thế nào nhất? Em thì uống trà sữa 50 đường, 50 đá, lại còn gấp đôi topping nữa đúng không? Ơ, em muốn uống bây giờ à? Không, em hỏi thôi, chả có gì à? Anh chuẩn bị đánh à? Đâu, anh biết em thích ăn cả giòn hay cả cay hơn. Em thì ăn cả hai, thêm một phần mì nữa, đúng không? Thích không anh đặt cho. Thôi, em hỏi thôi, không có gì đâu. Thế thôi, ra kia bắt bên cho anh, rồi về đánh rồi. Ok, ok. Ao, 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 ao. Ao, còn mày quay làm chứng. Ao, ao, ao. Hôm nay mày làm trọng tài đói méo hết cả bụng rồi. Ôi, thì về em cứ lên nhà trước, bây giờ anh xin phép đi xuống tìm đồ ăn cho em bé nhé. Đồ ăn về rồi. Anh đặt trên Shopee Food từ nãy rồi, bây giờ chỉ phải lấy thôi. Em chỉ hỏi cho anh có hiểu ý em hay không thôi, chứ như này tốn lắm. Chỗ này có là gì đâu, Shopee Food đang có chương trình mùng 8 tháng 3 bật mí ý nào. Với các ưu đãi như combo 83k.